와, 와, 감동. 와, 너무 와르워. 짭짭꿍우시 xin chào tất cả mọi người, lâu xin các bạn. Mới đây á, bạn Tính á, các bạn biết bạn Tính không? Bạn Tính là sau bữa fan meeting xong rồi đi chơi với Uzi đó, cái bạn đó đã giới thiệu cho Uzi cái một cái món ăn mà rất là lạ mà Uzi chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ ăn. Xong rồi bạn đó gửi qua Uzi một cái nguyên liệu đúng là rất là chi tiết và cái cách làm nó rất là chi tiết luôn. Cho nên là hôm nay Uzi sẽ làm thử có ngon hay không. Và mấy bạn nào mà muốn Uzi nấu món gì thì các bạn cứ inbox những Uzi nha. Mà khi mà các bạn inbox thì các bạn nhớ là ghi kỹ dùng Uzi nha. Nếu mà các bạn không có ghi kỹ dùng là Uzi sẽ không có làm được đâu. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ Uzi sẽ nấu lại các bạn. Ok, đây là nguyên liệu các bạn. Và ở đây là thịt ướp gà. Và đầu tiên là mình sẽ ướp với sữa. Xong rồi sau 30 phút các bạn sẽ lấy ra. Còn cái này là xoài để cắt ra. Còn cái này thì khoai tây và chanh. À cam chứ. Nhưng mà các bạn dùng chanh nha mọi người. Nhưng mà Uzi thì cam hay là chanh cũng vậy thôi. Ok. Còn đây là dầu ăn, còn cái này là nước và cái này là muối các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu nấu nha mọi người. Ok, đầu tiên thì mình sẽ làm xoài nha các bạn. Nhưng mà các bạn khi bỏ xoài thì các bạn nhớ bỏ nước chút xíu. Mình sẽ bỏ xoài ở đây. Các bạn đừng có bỏ dầu ăn nha. Bỏ dầu ăn là bắn hết đó. Bây giờ đợi cho nó nóng đi, rồi mình sẽ bắt đầu xào lên. Và trong khi trước khi xào lên thì các bạn hãy mình phải nhậm nó ra. Ok, xong rồi các bạn. Bây giờ mình đổ lại bên đây nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ nấu cái này các bạn. Nhưng mà trước khi bỏ cái này thì các bạn phải bỏ dầu ăn, ok. Ok, nóng rồi đó các bạn. Bỏ vô nha. Đúng rồi, trời ơi, cái mùi này lâu rồi cũng chứ không ngửi nè. Mình nấu cái này xong rồi mình sẽ bỏ khoai tây. Và bây giờ thì Uzi sẽ bỏ nước tương một chút xíu. Ô, cái này nước tương mới luôn. Ồ. Rồi mình cứ nổ ra như thế xong rồi mình ngụp lại, úp lại. Nhưng mà lái thì các bạn nhớ cẩn thận. Ở đây có nhiều nhiều ăn cho nên là các bạn cứ để vậy nè. Ok, bây giờ là đoạn cuối cùng đó là mình sẽ bỏ khoai tây. Thấy hơi vàng vàng là lấy ra là được các bạn. Xong rồi các bạn. Ok, bây giờ ăn thử nha. Cái vị thì cũng chưa biết nữa. Không biết vị gì đó. Vị này nó không, cái sốt này nó không có mạnh lắm cho nên là Uzi cũng không có đoán được là mùi này là mùi gì. Bây giờ Uzi ăn khoai tây thử nha. Khoai tây thì khá là ngon. Để ăn với khoai tây thử sốt này. Sốt là kiểu khi mà mình ăn thì có mùi xoài. Đây là lần đầu tiên Uzi ăn kiểu này, giống như là ăn thịt gà mà ăn với trái cây. Nó rất là lạ. Mà Uzi cảm thấy cũng hợp lắm. Mà cũng hơi kỳ là lạ, chưa bao giờ ăn. Uzi nghĩ là những bạn mà rất thích ăn xoài thì đảm bảo là các bạn sẽ thích. Rồi Uzi cảm thấy cũng ngon. Nhưng mà Uzi cũng không biết nó quá là mới và quá là lạ. Cho nên là Uzi cũng không biết nữa, nhưng mà Uzi cảm thấy cũng ngon. Và Uzi chấm điểm thì Uzi nghĩ là khoảng 7,8 điểm.
Và các bạn nào mà thấy rất là tò mò hay là thấy rất muốn ăn hay là thèm thì các bạn nấu thử đi, xong rồi nấu cho Si biết là nó có ngon hơn và chấm bao nhiêu điểm. Nhưng mà có điểm ở đây là thịt gà này rất là mềm. Siêu mềm luôn. Cái món này là cho buổi sáng hay là buổi trưa. Và mấy bạn mà thích ăn cái này thì các bạn có thể thêm đó là rượu vang nữa. Rượu vang đỏ nha mọi người. Uchi rất cảm ơn bạn Tính đã gửi cho Uchi nguyên liệu chi tiết như thế, cho nên Uchi đã thành được một cái chén như vậy. Nếu mà các bạn muốn nấu thì các bạn nấu thử đi, xong rồi chấm điểm cho Uchi biết. Các bạn nhớ comment dùng trên Uchi TV dùng Uchi nha. Và Uchi đến đây là kết thúc rồi. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi. Và các bạn nhớ bấm like và các bạn nhớ subscribe dùng Uchi nha. Bye bye. Khoai tây chiên 100% là khoai tây chiên mà người ta tự nuôi luôn á, cho nên là Wow, wow, bán cổ.